Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay ngày 23 tháng 2 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quyết định tạm dừng cấp giấy phép lao động mới cho lao động từ vùng có dịch đến Việt Nam. Bạn bè quốc tế đánh giá cao Việt Nam trong việc kiểm soát dịch COVID-19. Tuy dịch đang diễn biến phức tạp nhưng Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn. Bà Nguyễn Ngọc Cẩm, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc trở thành người gốc Việt đầu tiên được chọn tranh cử vào Quốc hội Hàn Quốc. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Hàn Quốc, hôm qua, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã ra thông báo lưu ý công dân Việt Nam không nên đến các khu vực đang có dịch và có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch mà cơ quan chức năng Hàn Quốc đã khuyến cáo. Thường xuyên theo dõi và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại để phòng tránh dịch bệnh. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc chủ động làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin, thường xuyên báo cáo cập nhật tình hình dịch bệnh, giữ liên hệ chặt chẽ với công dân Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc, thiết lập số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, đến ngày 21 tháng 2, chưa có thông tin nào về công dân Việt Nam bị nhiễm bệnh. Và để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, đó là +82 106 315 6618 hoặc số điện thoại của Tổng đài bảo hộ công dân là +84 981 848484. Việt Nam sẽ tạm dừng cấp giấy phép lao động mới cho lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch. Đây là quyết định vừa được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra. Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch ở một số địa phương, tập trung nhiều lao động, đặc biệt là lao động Trung Quốc. Khuyến cáo các lao động Trung Quốc về quê dịp Tết thì chưa nên quay lại Việt Nam làm việc hoặc quay trở lại thì phải được cách ly 14 ngày theo quy định của ngành y tế. Tạm lùi thời gian xuất cảnh của lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài. Nếu thấy cần thiết, kiểm soát chặt số lao động xuất cảnh trong thời gian này. Việc Việt Nam đạt được những thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đã nhận được sự đánh giá cao của bạn bè quốc tế. Và trong phóng sự sau, chúng ta sẽ cùng theo chân những người nước ngoài đang du lịch, sinh sống và làm việc tại Việt Nam để lắng nghe ý kiến của họ. Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC tại Việt Nam đã theo dõi sát sao những diễn biến của dịch bệnh COVID-19 ngay từ những ngày đầu. Khi đánh giá về việc ứng phó với một dịch bệnh mới, cơ quan này đã đánh giá theo hai khía cạnh. Một là hiệu quả của việc ngăn chặn sự lây lan của virus, và hai là hiệu quả truyền thông tới công chúng. Và theo tổ chức này, Việt Nam đã làm tốt cả hai khía cạnh. Việc ngăn chặn sự lây lan của virus để chỉ có 16 trường hợp nhiễm bệnh trong tổng dân số 100 triệu người là rất ấn tượng. Và quan trọng là hệ thống y tế của Việt Nam có thể chăm sóc cho người bị nhiễm mà không có nhân viên y tế hay các bệnh nhân khác trong cùng cơ sở bị lây nhiễm dịch bệnh. Về mặt truyền thông tới công chúng, Việt Nam đã thực hiện phương thức tiếp cận chủ động khi gửi tin nhắn đến từng thuê bao di động, cập nhật tình hình dịch bệnh. Điều này khiến công chúng yên tâm hơn, bởi nó giúp họ có biện pháp để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình của mình. Từ khi dịch bệnh nổ ra, lượng khách du lịch tới Việt Nam nói riêng và khu vực nói chung đều giảm. Tuy nhiên, nếu đã đến Việt Nam, đa phần khách du lịch sẽ ngạc nhiên vì không hề thấy những hình ảnh ảm đạm của dịch bệnh, mà thay vào đó là một không khí tươi sáng và thoải mái. Trước khi đến Việt Nam, tôi đã được phổ biến về tình hình dịch bệnh cũng như có những chuẩn bị cần thiết. Tuy nhiên, khi đến đây, tôi thấy các bạn đã kiểm soát dịch bệnh rất tốt. Tôi thoải mái đi du lịch mà không lo sợ bị lây nhiễm. Tôi nghĩ rằng Việt Nam là một trong những nước tốt nhất trong việc ứng phó với COVID-19. Sẽ rất nhiều du khách đến du lịch Việt Nam khi biết được điều này. Đối với những người nước ngoài sinh sống ở Việt Nam lâu năm, họ hoàn toàn tự tin nói rằng Việt Nam là một đất nước an toàn. Ngày nào tôi cũng nhận được tin nhắn từ Bộ Y tế nhắc nhở những điều cần chú ý để phòng chống dịch bệnh. Có rất nhiều bạn bè ở Đài Loan hỏi tôi về tình hình tại Việt Nam và tôi nói với họ rằng Việt Nam là một đất nước cực kỳ an toàn và họ có thể tiếp tục đến đây du lịch, sinh sống và làm việc. Khi mới trở lại Việt Nam trong ngày 2 tháng 2, tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ có tâm lý e ngại người Trung Quốc. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam, tôi cảm thấy không quá lo lắng. Nhờ sự chủ động tuyên truyền tới công chúng, từ các cơ quan địa phương, công ty chúng tôi cũng có những chủ động để giảm thiểu tối đa thiệt hại về kinh tế, cũng như đảm bảo cho sức khỏe của các nhân viên. Nghe nói Việt Nam có 16 người nhiễm bệnh và đến nay đã bình phục gần hết,
tôi cảm thấy rất an tâm khi sinh sống ở đây. Việc truyền thông đến từng hộ dân và cả những người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đã đem lại hiệu quả tích cực. Thông điệp về một đất nước Việt Nam chủ động đối phó với dịch bệnh đang được lan tỏa trong cộng đồng, để bạn bè quốc tế yên tâm, thoải mái đến du lịch, sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Nhiều tổ chức cá nhân đang chung tay với cộng đồng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn lây nhiễm dịch COVID-19. Tại tỉnh Đồng Nai, hơn 10.000 chiếc khẩu trang vải được Hội chữ thập đỏ ở huyện miền núi Định Quán may và tặng miễn phí cho người dân. Đằng sau công việc thầm lặng đó là tình yêu thương và trách nhiệm của cộng đồng. Hôm nay không đi dãy, chị Hoa tranh thủ may khẩu trang vải cho Hội chữ thập đỏ của huyện. Trung bình 5 phút chị hoàn thành một chiếc khẩu trang với điều kiện là có cậu con trai giúp sức. Để tập trung may khẩu trang, cả tuần nay chị Hoa đã tạm gác nhận hàng may gia công. Chị không có thời gian, nhưng mà giờ chị cũng dính chút thời gian để may cái này để giúp cho người ta, được hỗ trợ thêm cho người ta, được cho người ta xài tí nào thì thấy chị. Không riêng gì chị Hoa, nhiều thợ may đã tình nguyện đồng hành cùng Hội chữ thập đỏ huyện Định Quán làm công việc ý nghĩa này. Vải dùng cũng là loại tốt, được Hội chữ thập đỏ của tỉnh và bà con tiểu thương ở Định Quán ủng hộ. Chỉ trong vòng 2 tuần, gần 3.000 chiếc khẩu trang vải do các tình nguyện viên may đã được phát đến tận tay của người dân. Thực sự một cái khẩu trang không đáng là bao nhiêu, mà bà con mình không phải là không mua được khẩu trang, nhưng mà mình muốn là hình thức là truyền tình yêu thương về trong đợt dịch này đến với mọi người và tuyên truyền mọi người hãy nhớ rằng mang khẩu trang là để bảo vệ cho mình và bảo vệ cho người đối diện mình và những người xung quanh. Chị Hoa và những tình nguyện viên khác vẫn đang tiếp tục may khẩu trang. Và sẽ có thêm nhiều người dân nhận được món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng nhiều tình yêu thương và trách nhiệm của cả cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, bà Nguyễn Ngọc Cẩm, 44 tuổi, vừa được Ủy ban tuyển chọn nhân tài của Đảng Dân Chủ Đồng hành Hàn Quốc chọn là ứng viên số 16 trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 4 tới, qua đó trở thành người Việt đầu tiên được tham gia tranh cử vào Quốc hội Hàn Quốc. Sinh ra và lớn lên tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, bà Nguyễn Ngọc Cẩm hiện là Ủy viên Ủy ban xúc tiến dự án kỷ niệm 100 năm thành lập chính phủ lâm thời Hàn Quốc, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Người nước ngoài, Đồng hành và Giám đốc Trung tâm Lao động nước ngoài Seoul, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc với gần 200.000 hội viên. Để thực hiện được mong muốn giúp đỡ các cô dâu Việt tại Hàn Quốc, bà đã nỗ lực học hỏi và tìm hiểu ngôn ngữ của đất nước mình đang sinh sống, đồng thời theo học và đã tốt nghiệp khóa thạc sĩ luật Trường Đại học Con Cúc năm 2013. Sau khi tích lũy được kiến thức vừa cần thiết, bà Nguyễn Ngọc Cẩm chính thức trở thành nhà hoạt động vì quyền lợi của người dân nhập cư tại Hàn Quốc. Bà đã tư vấn và phiên dịch giúp đỡ nhiều cô dâu Việt tại Hàn Quốc gặp khó khăn do khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa. Năm 2017, bà đã được nhận bằng khen của Tổng thống Hàn Quốc vì những đóng góp cho cộng đồng người Việt Nam và người nhập cư tại Hàn Quốc. Vào sáng ngày 22 tháng 2, Chi hội Khmer Việt Nam tỉnh Takeo, Campuchia đã tổ chức khai giảng lớp học thí điểm bổ túc tiếng Khmer, văn hóa, lịch sử, pháp luật cho cộng đồng người gốc Việt lớn tuổi tại thành phố Đôn Keo, tỉnh Takeo. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán tại tỉnh Brik Sihanouk, lãnh đạo Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia, đại diện chính quyền thành phố Đôn Keo và hơn 20 học sinh là người gốc Việt độ tuổi từ 40 trở lên đã sinh sống lâu năm tại Campuchia. Lớp học bổ túc ngôn ngữ Khmer, văn hóa, lịch sử, pháp luật cho cộng đồng gốc Việt tại tỉnh Takeo là mô hình lớp học thí điểm đầu tiên do Đại sứ quán phối hợp với Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia tổ chức nhằm giúp cộng đồng người gốc Việt ngày càng hội nhập tốt hơn tại đất nước Chùa Tháp. Do điều kiện hoàn cảnh lịch sử sinh sống, mưu sinh nên phần lớn người gốc Việt đang sinh sống tại Campuchia có khả năng giao tiếp thành thạo tiếng Khmer. Tuy nhiên họ không được đến trường học tập nên không biết đọc, biết viết cũng như am hiểu văn hóa, lịch sử, pháp luật nước sở tại. Chính vì vậy, việc hội nhập với người dân Campuchia là một vấn đề khó khăn với cộng đồng kiều bào ta. Theo tôi được sống và biết bà con ở đây, được mở một lớp học này là thấy sự hiểu biết của bà con rộng hơn và có ích, bổ ích hơn, cũng như là hiểu về phong tục tập quán của người Khmer, với lại là hiểu về pháp luật. Việc học tập ngôn ngữ Khmer là một vấn đề đặc biệt quan trọng đối với cộng đồng người gốc Việt, được chính phủ hai nước Việt Nam và Campuchia đặc biệt quan tâm, hỗ trợ nhằm nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết và sự hội nhập cho người dân. Bên cạnh đó, theo quy định của luật quốc tịch Campuchia,
việc thành thạo ngôn ngữ, am hiểu lịch sử, văn hóa, truyền thống cũng là một trong các điều kiện để được xem xét quyết định cho nhập quốc tịch Khmer. Dạy cái chữ Khmer cho bà con cộng đồng mình thì nói chung là bà con mình, để cho cái đối tượng bà con mình mà được đăng ký ngoại kiều thì thời gian để ra đây là bà con mình sẽ đủ điều kiện để mà xin được nhập quốc tịch Khmer. Lớp học thí điểm này nằm trong chương trình bổ túc tiếng Khmer, kiến thức, văn hóa, lịch sử, pháp luật Campuchia cho cộng đồng người gốc Việt, dự kiến kéo dài 5 năm từ 2020 đến 2025 do chính phủ Việt Nam hỗ trợ. Thời gian tới, Đại sứ quán và Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia sẽ mở rộng mô hình này tại các tỉnh, thành phố trong cả nước Campuchia nhằm giúp cộng đồng người Campuchia gốc Việt hội nhập tốt hơn tại đất nước Chùa Tháp. Tuấn Anh, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại Campuchia. Thưa quý vị, Bắc Ninh không chỉ nổi tiếng với các làn điệu dân ca quan họ mà còn được biết đến với vô vàn món ăn đặc sản thấm đượm hồn quê, và bánh ngũ sắc là món ăn không thể thiếu trong mỗi gia đình của mỗi người dân phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh vào dịp lễ Tết. Với hương vị riêng biệt độc đáo, món ăn đặc sản này thì không những để dâng lên tổ tiên mà còn để đón tiếp các vị khách phương xa. Chẳng ai biết bánh ngũ sắc Thị Cầu có từ khi nào, chỉ biết rằng từ xa xưa, mỗi dịp Tết Nguyên đán, người dân mới làm bánh để dâng lên tổ tiên, mời quan khách họ hàng. Gia đình ông Nguyễn Thế Đài là một trong số ít hộ ở phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, hiện nay còn gắn bó với nghề làm bánh ngũ sắc truyền thống. Đây là loại bánh làm theo mùa, rất thích hợp với thời tiết lạnh, hanh khô của mùa đông miền Bắc. Thấy truyền thuyết kể lại cụ một Trạng Nguyên được mẹ làm cho bánh nên năm ấy vào trường thi đỗ Trạng Nguyên, thì từ đấy có tên khác dân gian gọi bánh Trạng Nguyên. Tôi không hiểu ra đời từ lúc nào, các cụ Cao Liên đã thấy làm rồi, sau đời ông tôi, rồi bố mẹ tôi, đến đời tôi lại tiếp tục duy trì cái nghề. Nguyên liệu để làm nên bánh ngũ sắc là nếp cái hoa vàng với chất tạo màu từ gốc, hạt quả rành rành và lá nếp. Gạo được đồ thành xôi, mang đi giã nhuyễn, cán thành lớp mỏng, rồi mang phơi, rán giòn, tạo thành hoa bánh với bốn màu, trắng, đỏ, vàng, xanh. Rán khi nào mà bánh nó nổi lên, đồng thời phải có chuyển màu hơi vàng vàng, thì mình mới bỏ ra là vừa vàng vừa xốp, thì bánh nó mới ngon. Mật mía giúp tạo ra màu nâu cho chiếc bánh, được đun với mỡ thỏi ướp đường, cùng gừng giã nhuyễn, sau đó trộn với bột nếp chín, lạc, vừng và hoa bánh. Cuối cùng, bánh được đổ vào khuôn gỗ và nén lại. Bánh ngũ sắc là tiêu chuẩn, là nó bánh khi thưởng thức cắn miếng bánh đầu tiên làm sao phải đạt được độ mềm, nhưng vẫn là giòn vừa mềm lại vừa dẻo. Quá trình sản xuất bánh ngũ sắc được những người dân Thị Cầu giữ đúng công thức và cách làm của cha ông để hương vị và chất lượng bánh không bị biến đổi. Và đến đây, bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam xin được khép lại. Để xem lại các chương trình của ban trình đối ngoại, xin mời quý vị truy cập vào địa chỉ website vtv4.vtv.vn hoặc trên ứng dụng VTV Go. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.